À, dạ kính thưa bà con của chú ha đây là một cái uh, phong số một xin giới thiệu với bà con của chú đây là một cái đập phước hòa và giáp lan giữa bình uh, hai tỉnh ha bình phước và bình dương ha bà con của chú ha dạ giờ dạ, thì uh, đập uh, phước hòa uh, là nơi là check in là như là một cái chỗ uh, bồng uh, lai like tiên cảnh ha bà con của chú ha dạ thì đập phước hòa là một uh, trong những uh, yeah, hình ảnh À, tượng trưng à, cho miền đông nam bộ à, khu à, cảnh à, à, ảo à, huyền ảo nơi đây à, đã gây ấn tượng biết à, bao nhiêu cô chú ha à, dạ thời gian gần đây đập phước Hòa đã trở thành à, nơi, nơi du lịch của tỉnh bình dương ha, bà cô chú ha dạ Thì, à, mọi, à, à, mọi nơi mọi người đều săn lùng à, và tìm đến để check-in cũng như tham quan cấm Đại nha bà con chú ha. Dạ. Yeah. Thì uh, ở chỗ này là có cái địa chỉ gọi là um, B uh, CB CC cộng H uh, 44 à bốn xã xã An Thái, uh, huyện Phú Giáo, uh, tỉnh Bình Dương nha bà con chú ha. Dạ, yeah. thì uh, đập uh, phước quà uh, thuộc hay không đập thị lợi của khu vực ngày miền Đông Nam Bộ có diện tích khá lớn nằm ở giữa khu vực Bình Phước và và huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương. được xây dựng theo cái lối xả lũ tập trung và đập xả lũ có hình dáng như những cánh hoa và tạo nên một khung cảnh huyền ảo tựa chốn bồng lai tiên cảnh ha dạ à, phước quà ngài tây nằm giữa à, ở khu vực vắng vẻ à, không sôi động tấp nập mà nhưng lại cực kỳ thu hút mà mọi người đổ xô về đây tham quan à, cấm trại hay à, chỉ chị à, à, dừng lại chiêm ngưỡng khoảnh khắc à, à, của cũng như là À, đông đảo bà con cô chú đến đây để thọ tết à, check in hả bà con cô chú ha. Và dạ, hệ thống đập à, phước hòa à, được xây dựng à, với lối kiến trúc độc đáo và công trình à, trọng yếu là hỗ hỗ trợ tối đa ngành công nghiệp và khu vực à, địa phương. À, cùng với hệ thống thủy à, điện hồ dầu tiếng à, đã mang lại à, nhiều lợi ích và giá trị à, kinh tế cho toàn khu vực miền đông nam bộ. Dạ. thì à, à, để đi đến đập phước hòa thì nên sử dụng phương tiện cá nhân à, là thuận tiện nhất à, bởi nơi à, đây tọa lạc à, à, của đập phước hòa thì không có địa chỉ cụ thể chính vì thế à, sẽ hơi bất tiện à, nếu à, chuyển bằng phương tiện công cộng ha. Dạ hay à, à, lộ trình à, đến đập phước hòa từ à, xa đến à, có thể à, di chuyển bằng à, xe khách à, và sau à, đó sử dụng à, à, dịch vụ thuê à, xe máy ở à, bình dương ha dạ à, để à, chủ động tìm đường à, đến đập phước hòa thì đường đi đến À, đập phước hòa không à, quá à, khó tìm. Yeah. À, trên đường à, đi có dịp chim ngượng cảnh quan xung quanh với à, những hàng à, cây xanh mướt à, đường đất đỏ. Các cô chú và yeah. à, cô chú anh chị đi à, theo à, tiện à, đường dt 741 sẽ đến à, à, giao điểm về bình phước và huyện à, Phú giáo đến đây cô chú anh chị à, chọn hướng đường à, về huyện à, Phú giáo à, để đến đập Phước Hòa à, sẽ gần hơn. À, tại điểm à, giao cô chú anh chị để ý à, khu vực gần cầu Phước Hòa à, dạ, à, đến cầu sông bé, cầu gãy mà con cô chú ha, dạ, à, nơi đây cách đập Phước Hòa khoảng 20 km nữa nha Dạ Yeah. À, thì đập Quốc hòa à, đang dần à, trở thành à, điểm uh, check-in à, của khu uh, hút uh, giấy trẻ ha, dạ, yeah. à, thì uh, sự quan tâm của đông đảo mọi người à, từ uh, nhiều à, địa phương tìm tới, dạ, uh, yeah. à, được uh, xây dựng với vi uh, mô uh, bài bản rộng lớn À, là nơi cung cấp à, nước tưới à, cho hơn à, 58.360 hecta à, đất nông nghiệp à, ở các à, vùng à, địa phương quanh đây à, đến à, đập phước qua à, và thời gian nào có dịp ngắm nhìn à, khung cảnh huyền ảo bởi xung quanh à, là thiên nhiên hoang sơ có phần hùng vĩ lượng à, nước dự à, trữ đủ à, để tạo à, nên những vòng nước à, chảy xiết đẹp mắt. Dạ. Nhưng mà bây giờ hãy khô. Nhưng bà cô chú dạ. à, tuy vậy à, để à, để nói thời điểm đẹp nhất à, khi à, được chiêm ngưỡng cảnh à, quan huyền ảo phải là vào mùa à, mưa nước lũ là thời điểm uh, lý tưởng nhất. Yeah. Uh, sau mùa mưa uh, khoảng tầm uh, tháng 12 uh, trở đi, thời tiết ở uh, ở đây uh, bắt đầu ổn định vào uh, những uh, lũ xả nắng uh, đẹp sẽ có dịp uh, chim ngưỡng khoảnh khắc hiếm có uh, về uh, nhiều vòng nước cùng uh, nhau tuôn trào phun uh, tràn. À, trên mặt hồ hả bà con chú ha dạ thì à, đập phước hòa à, à, được hình thành vào năm 1911 năm 2011 và dạ, thưa bà con cô chú à, đây có thể gọi là biểu tượng của khu vực miền đông nam bộ và dạ. tỉnh bình dương à, của bình dương Bình Phước và Bình Dương nha mọi con chú. Cùng với Hồ Dầu Tiễn Tây Ninh, Đập Phước Hòa được ghi nhận hệ thống thủy lợi quốc gia cần, cần được bảo vệ và phát huy thành điểm du lịch trọng yếu của tỉnh. À, mặc dù chưa được chính thức đưa vào làm điểm du lịch nhưng Đập Phước Hòa đã thu hút, hút sự quan tâm đông đảo mọi người từ mọi miền đất nước và những hình ảnh được chia sẻ trên truyền thông là làm ai cũng háo hức có dịp sẽ đến tham quan một lần cho biết ha dạ ở đây là hình ảnh làm gợi lên là hình ảnh của À, mặt à, nước à, phản chiếu và yeah. phản chiếu lên à, từng ảnh à, mây tựa như là một cái tấm à, gương hồ lớn nha con chú ha và yeah. hiện lên à, những à, dòng nước đó. Dạ à, đến đây phong nhóm cũng à, xin kết thúc clip nha bà con chú ha. Dạ. Yeah. bye bye xin chào bà con chú và yeah, bye bye